Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương, tình hình triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2023. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Bộ trưởng, lãnh đạo các ủy ban Quốc hội, các bộ ngành Trung ương, quân khu 4. Về phía lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu cho biết, đây là thời điểm tỉnh đang tập trung cao điểm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là tập trung các nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. Những năm đầu thực hiện nghị quyết trong bối cảnh hết sức khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết cao, tỉnh đã phát huy được tối đa nội lực cho phát triển và an sinh xã hội. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định nhiệm vụ trong thời gian tới của tỉnh hết sức nặng nề, đòi hỏi sự quyết tâm của địa phương cũng như sự quan tâm hỗ trợ tích cực của Trung ương. Qua đó tạo điều kiện để hoàn thành sứ mệnh đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Báo cáo với đoàn công tác về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết 54 của Chính trị và hơn 1 năm thực hiện nghị quyết 38 của Quốc hội, Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, tỉnh đã xác định mô hình đô thị trực thuộc Trung ương, thành lập Quỹ Bảo tồn Di sản Huế để kêu gọi các tổ chức cá nhân đóng góp và đã tiếp nhận hơn 7,5 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 6,51% là mức tăng trưởng khá so với các tỉnh thành phố trong khu vực. Tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành quan tâm hỗ trợ địa phương hoàn thành các thủ tục có liên quan đến việc xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định và cho phép bổ sung đề án vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, trình Quốc hội xem xét và quyết định tại kỳ họp cuối năm 2024. Thừa Thiên Huế kiến nghị Trung ương bố trí nguồn vốn cho các dự án về hạ tầng giao thông, cảng biển, như dự án đầu tư xây dựng đường lăn song song và các đường lăn nổi tại cảng hàng không quốc tế Phú Bài, hoàn thiện dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây, cho chủ trương nghiên cứu đầu tư xây dựng đường chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa từ nước bạn Lào đến cảng chuyên dùng Điện Lộc qua đường 71 với tổng chiều dài khoảng 54 km, sớm ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để có nguồn lực thực hiện việc trùng tu di sản của quốc gia. Liên quan đến vướng mắc trong thực hiện luật quản lý tài sản công, tỉnh đề nghị xem xét sửa đổi luật quản lý sử dụng tài sản công, cho phép mở rộng điều kiện thanh lý tài sản đối với các tài sản không phù hợp quy hoạch theo hình thức thanh lý. Bên cạnh đó, Thừa Thiên Huế cũng đề nghị quan tâm hỗ trợ Bệnh viện Trung ương Huế thành trung tâm y tế chuyên sâu, xây dựng Đại học Huế trở thành đại học quốc gia. Các đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương đánh giá cao những thành quả mà tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nền kinh tế của tỉnh có bước phát triển đáng ghi nhận. Trong tiến trình xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo bộ ban ngành đã chỉ rõ những điểm nghẽn khó khăn mà tỉnh phải khắc phục, đồng thời cho rằng quá trình thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị còn một khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi tỉnh cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hồ sơ, đặc biệt là các hồ sơ quy hoạch. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng chuyển lời thăm hỏi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủ tịch Quốc hội cho rằng Thừa Thiên Huế là vùng đất văn hiến, có bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang, văn hóa đặc sắc, là tỉnh duy nhất ở Việt Nam cũng như ở khu vực Đông Nam Á có 7 di sản được UNESCO vinh danh, là điểm đến du lịch hấp dẫn nổi tiếng không chỉ trong nước và thế giới với những sản phẩm dựa trên nguồn tài nguyên văn hóa thiên nhiên nổi trội. Trên cơ sở phân tích tình hình trong nước và quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục ra soát, đánh giá kỹ hơn nữa việc thực hiện các nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ, cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết của Trung ương, nhất là nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, nghị quyết 38 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhằm mấy cái đích là 2025 phải trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Mục thứ hai là đến 2030 là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam. Mục thứ ba là đến giữa thế kỷ 2050 là thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hóa di sản, là điểm đến an toàn thân thiện, xứ sở của hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Thì tôi đề nghị công chí chú ý câu tràn đầy năng lượng.
kinh đô xưa và trải nghiệm mới, một cái slogan cũng rất hay, nên nghiên cứu rồi phát triển lên. Trong quy hoạch ấy thì tôi rất muốn là cứ mở hơn, không chỉ quận mà còn có thể nói là sau này nó là mô hình thành phố trong thành phố, mà có một cái thành phố thật hiện đại, thật trẻ, thật hiện đại, nó hơi cách xa cố đô một chút, nhưng mà những cái gì hiện đại nhất, những tinh túy nhất của thế giới chúng ta vẫn có thể phát triển đi vùng này. Thì việc thứ hai mà chúng ta cần phải tập trung và làm ngay đó là chuẩn bị cái đề án để mà thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương. Tôi biết cái tên là vấn đề lớn, nhưng mà hiện nay thì tôi được biết là cũng đã trao đổi và tọa đàm nghiên cứu ý kiến nhân dân, đa phần đều đồng ý cái tên là thành phố Huế, đúng không? Và theo như lộ trình chúng tôi ủng hộ công chí là cố gắng làm sao đó mà đến 2024 chúng ta trình được, để lúc đó công chí bước sang một trang mới cho đại hội tỉnh đảng bộ. Và báo cáo với đồng chí bí thư và công chí ấy, đây là vấn đề quan trọng quốc gia, không phải là văn bản vi phạm pháp luật, cho nên không phải thực hiện theo trình tự của luật ban hành văn bản vi phạm pháp luật, có nghĩa là không phải bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của quốc hội, mà khi nào có trở tình thì chúng ta sẽ xét đưa vào chương trình quyết định này. Và nhân dân chúng tôi giao cho ủy ban pháp luật để phối hợp với tỉnh và bộ nội vụ giúp cho chính phủ và thường vụ quốc hội để chuẩn bị kỹ lưỡng cái hồ sơ này. Đồng thời với cái việc thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương thì phải đưa được A Lưới ra khỏi cái danh sách huyện nghèo. Đây là nhiệm vụ chính trị đồng chí hai đại diện chúng ta phải làm, có đúng không? Và phải huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị và của cả nước để chúng ta ủng hộ cho huyện. Và báo cáo chính là ngay khi chúng tôi làm sửa đổi nghị quyết để ban hành nghị quyết 26/7 của ủy ban thường vụ quốc hội, thì câu hỏi đầu tiên và cuối cùng của tôi đều hỏi là nghị quyết này ban hành ra thì có vướng gì đến Thừa Thiên Huế không? Thì đến giờ là không vướng nữa. Cơ sở chính trị có rồi, căn cứ pháp lý là đủ điều kiện để chúng ta làm. Bây giờ chỉ có cách làm thôi. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, của Hội đồng Nhân dân các cấp, đóng góp có hiệu quả đối với công tác lập pháp của Quốc hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, quan tâm những chương trình hoạt động của Quốc hội, nhất là các chuyên đề giám sát của Quốc hội trong năm 2023-2024, tham gia hiệu quả, đóng góp tích cực chất lượng tại các kỳ họp sắp tới của Quốc hội khóa 10. Với các đề xuất kiến nghị của tỉnh, sau khi nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ngành tham gia đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội tổng hợp gửi tới các cơ quan liên quan, nghiên cứu xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới.